giết người gây chấn động thành phố Clinton thuộc tiểu bang Mississippi của Mỹ. Người đàn ông Mỹ gốc Việt cố thủ trong nhà và bắn chết 4 người gốc Việt khác. Bản thân nghi phạm cũng bị thương dẫn đến thiệt mạng. Nam Lê, 34 tuổi, tử vong ở tại nhà thương vào ngày 17 tháng 2 sau khi bắn chết 4 người trong ngôi nhà thành phố Clinton thuộc bang Mississippi. Theo CBS đưa tin, sự việc bắt đầu vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng vào ngày 16 tháng 2 khi cảnh sát được điều động xử lý một vụ mâu thuẫn nội bộ gia đình. Ở tại hiện trường, Nam Lê từ chối ra trình diện, ngã súng vào cảnh sát rồi rút lui vào trong nhà để mà cố thủ. Sự việc khiến toàn khu phố thức giấc, một người hàng xóm mô tả cảnh tượng khi đó giống như là vùng chiến tranh. Với khoảng 50 xe cảnh sát và một đội đặc nhiệm bao vây căn nhà, cảnh sát cuối cùng quyết định dùng thiết bị chuyên dụng để mà phá cửa vào trong. Họ tìm thấy 4 người đã thiệt mạng còn nghi phạm bị thương. Không rõ Lê tự bắn mình hay trúng đạn của cảnh sát. Các nạn nhân được cho là vợ, em vợ, bạn trai của cô này và người giúp việc. Tất cả đều là người gốc Việt. Hai đứa con của nghi phạm đã được đưa ra ngoài an toàn trước khi vụ giam giữ con tin kết thúc lúc 14 giờ. Vào chiều ngày 18 tháng 2, cảnh sát vẫn phong tỏa ngôi nhà và nhiều cửa sổ và cửa trước bị bật tung, hư hỏng nặng. Cơ quan điều tra Mississippi đang thu thập chứng cứ để mà làm rõ các chi tiết của vụ án. Lẽ ra hội hè mang lại hứng khởi, khoái hoạt trong đời sống tinh thần, thì chúng ta lại đang thấy một bức tranh ngược lại với người Việt Nam trong nước. Vì sao vậy? Sau kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi năm 2019, báo chí đưa ra những con số thống kê rùng mình. Chỉ từ ngày 28 cho đến ngày mùng 3 Tết, cả nước có trên 3.400 vụ đánh nhau, nhập viện, trong đó có 11 người tử vong. Trong 9 ngày nghỉ Tết có 276 vụ tai nạn giao thông, khiến cho 183 người chết và 241 người bị thương. Bất an và ám ảnh nhất là những cái chết lãng nhách xảy ra với dân lành khi di chuyển trên đường trong một điều kiện giao thông tồi tệ. Thay vì đưa ra những biện pháp kiểm soát rủi ro giao thông hiệu quả, thì ngược lại sự vô cảm tảng lơ trách nhiệm trước mọi sự và sau mỗi cái Tết hay mùa lễ hội, họ lạnh lùng đưa ra những con số thống kê số người chết tăng hoặc là số người chết giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được đẩy về là những con người lưu thông trên đường. Khi mà người được tư duy là con số thì những cái chết thương tâm, những mất mát không đáng có xảy đến ngay cả khi cộng đồng tưởng rằng mình đang tận hưởng niềm vui mang lại từ phong tục hội hè và Tết nhất. Nhìn lại thực tế cũng đang cho thấy rằng người Việt có xu hướng phi lý trí trong hội hè. Các làng quê ngày Tết đã không còn yên bình khi làng trên xóm dưới bị tra tấn bởi tiếng karaoke, lè nhè bất kể ngày đêm. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có phát Bluetooth và một chiếc loa du lịch công suất lớn, còn gọi là loa kẹo kéo, mua với giá 1 đến 3 triệu đồng là người ta có thể say sưa, hóa thân từ bolero náo tình cho đến nhạc chợ, từ rock cho đến hành khúc và biến xóm giềng trở thành nạn nhân của tiếng ồn. Hát và uống, uống và ẩu đả, những sự dắt dây lần của nó sẽ còn kéo dài khi người ta còn có tâm lý tha hóa trong phong tục, khi các tâm lý được mấy ngày Tết cứ chơi là chơi cho đến bến. Lẽ ra Tết là dịp để mà tận hưởng sự thư nhàn, tái tạo năng lượng để lại bắt đầu một chặng đường của năm mới, thì ngược lại, những hình ảnh trên báo chí hay mạng xã hội đang cho thấy những dòng người chen chúc lấm lem trên các con đường dẫn vào thành phố Sài Gòn, Hà Nội. Cảnh tranh cướp ấn giành lộc vẫn diễn ra ở tại các lễ hội ở tại miền Bắc. Năm nay con đường dẫn đến động Hương Tích, chùa Hương, theo báo Tuổi Trẻ trong nước, mô tả là chật ních, đi 500m mất hết 2 giờ đồng hồ. Từ thất thủ được nhiều báo chí trong nước dùng mô tả thực tế ở các điểm đến văn hóa lễ hội tâm linh và cũng được dùng cho các thành phố du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, v.v. Tết và hội hè đã không còn là khoảng thời gian yên tĩnh, nghỉ ngơi để mà tận hưởng thư nhàn bởi các hấp lực của những phong tục không còn hợp thời cứ cuốn người ta vào vùng xoáy của sự vô độ, của những đám đông nhốn nháo như thể tìm thấy khoái cảm trong sự đầy ải. Phong vị những cái Tết đầm ấm nhẹ nhàng và những tâm niệm tốt đẹp
chân thiện không thể nào được có. Sự hài hòa bị phá vỡ và thay vào đó là những nỗ lực tranh chấp và phô trương. Hội hè lễ Tết ở tại Việt Nam đang cho thấy bức chân dung người Việt đớn đau và mất mát không chỉ về nhân mạng, mà còn là sự mất mát sâu xa ở trong đời sống tinh thần. Cơ quan điều tra liên bang FBI đã bắt một chủ doanh nghiệp gốc Việt và một cảnh sát viên gốc Việt trong một vụ liên quan đến việc hăm dọa, quấy rối và đòi nợ một chủ nhà hàng và quán cà phê, cũng là gốc Việt tại Little Sài Gòn ở Westminster. Theo tài liệu hỏi cung hữu thệ dài 40 trang, do cơ quan FBI cung cấp cho người Việt, cảnh sát viên này nghe theo lệnh của doanh gia gốc Việt đi thu tiền lời món nợ cho vay với lãi suất cao. Người vay cũng là một doanh nhân đồng hương trong cộng đồng người Việt. Cảnh sát viên này đi thu tiền bằng cách là hăm dọa, đòi bắt cũng như là quấy rối doanh nghiệp của con nợ trong lúc mặc sắc phục và lái xe cảnh sát. Toàn bộ sự việc bị FBI theo dõi một thời gian dài. Kết quả là cảnh sát viên Anthony Jean Donner, 28 tuổi, thuộc sở cảnh sát Westminster, và ông Canby Đỗ, tên đầy đủ là Canby Đỗ Tuấn Khanh, 38 tuổi, là chủ nhân của công ty Đỗ Construction and Design, có văn phòng trên đường Dealer Westminster, đã bị FBI bắt. Chúng tôi cảm thấy rất là sốc, không thể tưởng tượng được. Cảnh sát trưởng thành phố Westminster nói với Nhật Báo, đây là lần đầu tiên một cảnh sát viên Westminster bị FBI bắt giữ. Ông Baker nói thêm rằng, chúng tôi vô cùng thất vọng nhưng rất tự hào vì chính sở cảnh sát chúng tôi hợp tác một cách toàn diện với FBI để mà điều tra sự việc. Theo bản công khai hữu thể mà FBI cung cấp, ông Kemi Đỗ sống chung nhà với cảnh sát viên Anthony Dương Donner tại Fan Valley từ năm 2011 cho đến nay. Căn nhà này do ông Kemi Đỗ làm chủ và ông Anthony trú chung, không phải trả tiền nhà. Trong khi đó, Kevin Đỗ cho một phụ nữ tên là Hồng Liên vay tiền. Phụ nữ này là chủ nhân của một nhà hàng ở Westminster và một quán cà phê ở Gunrow. Theo tài liệu của FBI, ông Kevin Đỗ cho bà Liên vay là 70.000 đô la Mỹ để mở nhà hàng ở Westminster, và sau đó ông lại cho bà vay nhiều lần, tổng cộng là thêm 100.000 Mỹ kim nữa. Đổi lại, ông Đỗ đòi bà phải trả tiền lời 5% trong một tháng, tổng cộng là 60% một năm. Từ lúc vay tiền cho tới tháng Giêng năm 2018, bà đã phải trả mỗi tháng là từ 5.000 cho đến 7.000 cho chủ nợ, hoặc là qua cảnh sát viên Dương Donner. Cho đến thời điểm hiện tại thì cái khoản nợ phải trả đã hơn 200.000 Mỹ Kim, là tiền lời chưa tính vào tiền vốn. Theo tài liệu FBI cho biết, ông Đỗ nhiều lần hăm dọa con nợ là nếu không trả món nợ, ông sẽ cho những cảnh sát viên đến can thiệp vào công việc làm ăn của bà và sẽ phạt bà tội uống rượu lái xe, cho dù là bà có uống hay là không. Điều này có nghĩa là môn bài bán rượu bia của bà tại nhà hàng ở Westminster sẽ bị thu hồi. Dựa trên lời đe dọa này cũng như là uy tín của ông chủ công ty Construction and Design trong cộng đồng thì bà Liên vô cùng sợ hãi. Trong một lần bị FBI phỏng vấn, bà đã tố cáo rằng ông Kemi Đỗ đã từng nói với bà ông là giới chức công lực và sẽ dùng quan hệ với nhân viên công lực và nhân viên kiểm tra thành phố can thiệp và công việc làm ăn của bà nếu như bà không trả tiền lời đúng hạn. Biện pháp can thiệp này bao gồm việc cho cảnh sát tuần tra khu vực nhà hàng của bà thường xuyên, chặn hỏi giấy tờ nhân viên của nhà hàng sau khi làm việc, và ngay cả vào bên trong nhà hàng để làm cho khách hàng sợ hãi. Qua hợp tác với Sở Cảnh sát Westminster, FBI được xem hệ thống định vị trên một số xe cảnh sát và khám phá những cảnh sát viên này quả thật đã từng lái xe đến khu vực nhà hàng của bà, khớp với thời điểm bà tố cáo. FBI đã đưa vào cuộc và được tòa cho phép thu thập các cú điện thoại cũng như là text message từ điện thoại mang số do bà Liên sử dụng liên quan đến một vụ, trong đó bà hối lộ khoảng là 3.700 đô la Mỹ cho một cảnh sát viên chìm ở địa phương. Trong lúc thu thập thông tin, nhân viên FBI cũng nghe được các cuộc đàm thoại giữa ông Kemi Đỗ, cảnh sát viên Dương Donner và những người khác nói về hoạt động vay lãi cao. Một cuộc đàm thoại cho thấy ông Kemi Đỗ đòi nợ bà Liên và phái cảnh sát viên Anthony Dương Donner đến lấy tiền. FBI cũng nghe được một cuộc nói chuyện giữa một người chị hoặc là em gái của Kemi Đỗ và bà Liên. Trong đó, bà chủ nhà hàng và tiệm cà phê than phiền là số tiền lời 60% một năm là quá cao.
Từ tháng 6, FBI đã được tòa cho phép nghe điện thoại và đọc check điện thoại lén của ông Kennedy đó, và thấy ông vẫn tiếp tục đòi nợ của bà Liên, cũng như là một số con nợ khác. Cuộc điện đàm cho thấy ông Kennedy dùng những nhân viên công lực địa phương hăm dọa bà Liên để mà đòi tiền. Ban đầu khi bị FBI thẩm vấn thì bà Liên bác bỏ chuyện trả tiền lời 5% mỗi tháng cho ông Kennedy và nói rằng bà rất sợ ông và không muốn chọc giận ông. Nhưng trong lần thẩm vấn sau đó thì bà thừa nhận là có nợ cả vốn lẫn lời một số tiền lớn. FBI đã thẩm vấn cảnh sát viên Anthony Dương Donner về các hoạt động với ông Kennedy. Cảnh sát viên gốc Việt này thừa nhận là có nhiều lần đến gặp bà Liên để mà thu tiền dùm ông Kennedy, trong đó có những lần đang trong giờ làm việc, có nghĩa là mặc sắc phục và đi xe cảnh sát. Trong một cuộc điện đàm khác thì ông Kennedy nói với bà Liên là tôi không có thời gian chờ đợi bà trả tiền, tôi bận lắm, đó là lý do tại sao tôi gọi Donner đến lấy tiền cho tôi. Ông Donner cũng thú nhận là ông Kennedy ra lệnh cho ông phạt nhà hàng của bà vì vi phạm luật sử dụng giấy phép đặc biệt. Và cảnh sát viên này đã viết giấy phạt vào ngày hôm đó. Một lần khác thì cảnh sát viên này lái chiếc xe Mercedes màu trắng của ông Kemi Đỗ đến thu tiền của bà Liên. Có một lần trong lúc nhân viên chìm của FBI theo dõi cảnh sát viên Anthony Dương Donner đến thu tiền, rồi bám theo, nhưng cảnh sát viên gốc Việt này đã rú ga, chạy tới 60 hoặc là 70 dặm trên giờ vào một khu dân cư. Cảnh sát trưởng Kevin Baker trong buổi trả lời phỏng vấn cho biết, tôi rất buồn vì chúng tôi làm việc cật lực để mà xây dựng lòng tin với cư dân thành phố. Mà một nửa là người Việt Nam, vụ này lại dính tới 2-3 người Việt Nam, trong đó có một người cấp dưới của tôi. Tôi có thể bảo đảm với cư dân rằng cơ quan chúng tôi không dung thứ bất cứ trường hợp vi phạm luật như vậy. Ông khẳng định, chúng tôi hợp tác với cơ quan điều tra. Trong vụ này, tôi sẽ tiếp tục truy ra xem là có ai khác dính líu và sẽ có biện pháp. Khi được hỏi là liệu còn có ai khác dưới quyền ông liên can hoặc là có hành động tương tự, vì chỉ huy cảnh sát trả lời rằng không thể nói được vì FBI vẫn còn đang điều tra. Nhưng ông khuyên là bất cứ ai khi thấy có chuyện liên quan đến cảnh sát xin cứ mạnh dạn báo cho chúng tôi hoặc là FBI. Chúng tôi biết văn hóa châu Á lại ngại ngùng, sợ trả thù. Một số người không nói được tiếng Anh và đa số cảnh sát viên Westminster không nói được tiếng Việt nên rất khó để mà thông tin. Hôm qua, một luật sư ở miền Nam California đã nhận tội điều hành một đường dây lừa đảo mà theo nhà chức trách thì người này đã thu được hơn 50 triệu Mỹ Kim từ các nhà đầu tư giàu có ở Hoa Lục muốn có một tấm thẻ xanh. Victoria Trần, 35 tuổi, đã đối mặt với bản án là 45 năm tù giam khi bị kết án vào ngày 9 tháng 7 tại một tòa liên bang về tội gian lận visa, lừa đảo và rửa tiền. Nhà chức trách cho biết là cô Trần và cha cô điều hành một công ty mang tên là Quỹ Đầu tư Di trú California, giúp các nhà đầu tư giàu có nộp đơn xin cấp thẻ xanh. Theo chương trình cấp visa EB-5 của chính phủ Hoa Kỳ, người muốn có thẻ thường trú nhân phải đầu tư ít nhất là 500.000 Mỹ Kim vào một công ty tại Hoa Kỳ và tạo ra ít nhất là 10 việc làm mới trên lãnh thổ của nước này. Cô Trần thú nhận là đã nộp khoảng 130 đơn xin cấp thẻ xanh, hứa hẹn rằng các nhà đầu tư sẽ thành lập nhiều dự án xây dựng để tạo ra công việc mới. Nhưng nhà chức trách cho biết là không có dự án xây dựng nào được thành lập và cũng không có việc làm nào được tạo nên. Cô Trần khai báo là sử dụng 25 triệu Mỹ Kim trong tiền đầu tư để mua nhà cửa và đất đai cho riêng mình. Ngoài ra cô cũng trả lại một ít tiền cho các nhà đầu tư. Công tố viên California Joseph Macias cho biết là 8 ngôi nhà lớn của cô Trần trị giá là 25 triệu Mỹ Kim sẽ bị tịch thu. Ông nói là thông điệp của nước Mỹ quá rõ ràng, hệ thống di trú hợp pháp của họ không phải để mua bán. Những người lừa đảo về di trú sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhiều thanh niên Việt Kiều trở về quê hương lập nghiệp nói là họ cố gắng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ nước ngoài bởi giới trẻ trong nước mới chính là nguồn lực xây dựng đất nước. Một thế hệ Việt Kiều thứ hai đang ngày càng quan tâm Việt Nam như là một mảnh đất có nhiều cơ hội. Tận dụng vốn kiến thức và chuyên môn được đào tạo từ nước ngoài,
những thanh niên Việt Kiều khi về nước sinh sống và lập nghiệp đều muốn thử sức tại một nền kinh tế nhiều cơ hội tăng trưởng, bên cạnh việc khám phá văn hóa và cội nguồn. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở Bosnia, Khanh Nguyễn, một viên chức gốc Việt làm việc tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ rằng, sau khi kết thúc nhiệm kỳ ở Bosnia và Herzegovina, anh đã van nài cấp trên để được điều chuyển đến Việt Nam nhận nhiệm vụ. Anh nói rằng anh đã từng làm việc ở Hà Nội và bây giờ muốn tìm hiểu cuộc sống trong ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng là để mà anh có thể tìm hiểu về cội nguồn Việt Nam trong chính cái nơi mà anh rõ ràng hơn. Trở về tìm kiếm cơ hội, điều khiến Khanh Nguyễn cảm thấy háo hức nhất khi nhận nhiệm vụ ở Việt Nam chính là quan hệ Việt-Mỹ đang phát triển rất tốt đẹp những năm gần đây. Là một nhân viên ngoại giao Mỹ có nguồn gốc Việt, hiểu rõ phong tục và văn hóa Việt Nam, anh tin rằng bản thân có thể trở thành cầu nối giữa hai nước tốt hơn. Sự năng động ở Thành phố Hồ Chí Minh đã lôi cuốn anh ngay từ những ngày đầu và anh thấy như được truyền thêm năng lượng từ mảnh đất này. Đối với một cô gái mang hai dòng máu Mỹ và Việt, Linh Rosen, cô tìm thấy nhiều cơ hội ở Việt Nam để phát huy chuyên môn về ngành giáo dục. Đó là khi cô đi cùng mẹ trở về thăm quê hương cách đây vài năm. Nhiều người đã nói rằng tấm bằng cử nhân giáo dục của cô sẽ giúp kiếm được việc làm tốt ở Việt Nam, trong khi giáo viên không phải là nghề có thu nhập cao ở Hoa Kỳ. Một trong những công việc đầu tiên của Mê Linh ở Việt Nam là dạy tiếng Anh tại Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó cô tham gia tổ chức giáo dục Everest Education cũng do hai người bạn Việt Kiều đồng sáng lập, giữ vai trò trưởng bộ phận giáo viên tiếng Anh ở đây. Ban đầu là cô chỉ định làm thử một năm và sau hơn 5 năm, cô vẫn còn ở đây, cô chia sẻ như vậy. Nhà sản xuất phim Jenny Trang Lê cho biết là cô quyết định trở về Việt Nam rất nhanh chóng và được gia đình ủng hộ. Cô chỉ nói với mẹ vào 2 tuần trước khi rời đi. Khi đó cô vừa chia tay bạn trai, cô không có công việc mới nhưng lại nhận được lời mời làm việc 1 năm ở hãng phim Chánh Phương. Nên cô muốn thử tìm cơ hội mới ở một nơi hoàn toàn mới lạ. Mẹ cô cũng đồng ý và thế là cô đi thôi. Đến nay, Jenny đã tham gia các vai trò chủ chốt trong những bộ phim Việt Nam gây ấn tượng như Cô Dâu Đại Chiến, Bẫy Rồng, Để Mai Tính, v.v. Và gần đây nhất là bộ phim Em Chưa Đủ 18 đang đạt được lợi nhuận lớn ở các phòng vé. Nhiều người bạn Việt Kiều của cô ấy ở Mỹ hầu như là không biết nhiều về tình hình Việt Nam. Họ chỉ thỉnh thoảng biết khi xem qua phim ảnh. Do vậy, trở về Việt Nam để làm phim cũng là cách để mà cô nói cho họ biết quê hương đã phát triển và thay đổi như thế nào. Jenny chia sẻ như vậy. Tuy nhiên, nhiều ý kiến băn khoăn về hiện tượng một bộ phận Việt Kiều đã trở về Mỹ sau thời gian sinh sống, làm việc và đầu tư ở Việt Nam, để lại một khoảng trống hụt hẫng. Vì sao lại trở về rồi lại ra đi như vậy? Một luật sư gốc Việt Khanh Nguyễn cho rằng hiện tượng này không hẳn đều tiêu cực. Theo anh, một số Việt Kiều sau thời gian lập nghiệp ở Việt Nam có thể tiếp tục nảy sinh những kế hoạch riêng và quay trở lại Hoa Kỳ để thực hiện nó. Trước khi quyết định dừng lại, chúng tôi đã để lại một nền tảng nhất định, chúng tôi đã hợp tác và hướng dẫn các bạn trẻ trong nước để tiếp tục phát huy các giá trị đó. Vị luật sư này chia sẻ như vậy. Trong khi đó, nhân viên ngoại giao Khanh Nguyễn nói một vấn đề hiện nay của nguồn lao động Việt Nam là bị thiếu tầng lớp lãnh đạo cấp trung. Họ là những người có năng lực nhận chỉ đạo để triển khai thi hành. Do chưa nhiều người Việt sẵn sàng cho các vị trí này nên phần lớn đều do người ngoại quốc và Việt Kiều đảm nhận. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dù thành công hay không, việc những Việt Kiều rời đi để lại khoảng trống nhân lực. Anh chia sẻ rằng là anh hy vọng trong tương lai khi nền giáo dục Việt Nam tiếp tục phát triển thì những bạn trẻ trong nước sẽ đủ khả năng tiếp quản các vị trí quản lý. Khi đó chính các bạn đang vận hành chính đất nước của mình. Anh chia sẻ như vậy. Theo Khanh Nguyễn thì cộng đồng Việt Kiều có vai trò nhất định vì vừa giúp giới thiệu và phát triển và tư tưởng sáng tạo từ Hoa Kỳ một cách gần gũi do cùng chung một nguồn văn hóa. Nhưng chính những thanh niên đang sống mỗi ngày Việt Nam mới là lực lượng chính để thúc đẩy đất nước tiến lên. Anh chia sẻ thêm, một nguồn lực khác cũng quan trọng không kém chính là bộ phận du học sinh sau khi kết thúc chương trình học và trở về quê hương để cống hiến. Merlin Rosen các quan điểm trên. Cô cho biết là sẽ tạm ngưng công việc kinh doanh ở Việt Nam để trở về Hoa Kỳ vào tháng tới nhằm theo đuổi chương trình cao học. Cô nói rằng khi cô rời chức vụ ở EE, ba đồng nghiệp người Việt đã sẽ đảm nhận toàn bộ công việc của cô. Hai người đang trong số này từng đi du học. Cô tin rằng họ không chỉ là đủ khả năng tiếp quản mà thậm chí có thể làm tốt hơn cả cô ấy.
Những người bạn của cô đã tiếp thu những kiến thức tiên tiến từ Hoa Kỳ và sẽ biết cách để vận dụng nó vào hoàn cảnh địa phương ở Việt Nam một cách phù hợp nhất. Trong khi đó, một cách hài hước nhưng thực tế là nhà sản xuất phim Jenny Trang Lê nói là nhiều người phụ nữ Việt Kiều sau một thời gian ở Việt Nam thì trở về Hoa Kỳ. Vì họ nghĩ rằng tìm người yêu khó quá. Những cô gái Việt Kiều rất mạnh mẽ, độc lập chứ không phải là e dè, khép nép và dễ dàng vâng lời. Một thực tế khác mà Jenny chia sẻ rằng, với những Việt Kiều đã lập gia đình và có con ở Việt Nam, khi con cái trưởng thành thì họ sẽ quan tâm đến việc học hành của con, trong khi chi phí ở các trường quốc tế thì đắt đỏ. Đó cũng là một yếu tố để cân nhắc. Tuy nhiên, cô cũng đồng tình rằng nền giáo dục Việt Nam đang có những chuyển biến rất tích cực. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.